Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai đội tuyển U20 Ecuador và U20 Hàn Quốc. Đây là trận đấu thuộc vòng 16 đội của FIFA World Cup U20. Trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 4 giờ rạng sáng ngày 2 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá của nhà cái ở lần đối đầu này, thì các cầu thủ U20 Ecuador sẽ là những người được đánh giá cửa trên và sẽ chấp U20 Hàn Quốc với mức kèo là 0,25, mức kèo phải hạ xuống còn là kèo đồng và tăng 0,5. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,25, hai trái và 2,5. Tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới tên là Di Sôi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận. Sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn đăng ký là xong nha. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. Thì ở cấp độ đội tuyển quốc gia U20 trước đây thì U20 Ecuador và U20 Hàn Quốc cũng đã có 4 lần gặp nhau. 4 lần gặp nhau đó thì U20 Ecuador thắng 1 và thua 3 trước U20 Hàn Quốc. 5 trận thi đấu gần nhất của U20 Ecuador thì Ecuador thắng 3 và thua 2. 5 trận thi đấu gần nhất của U20 Hàn Quốc thì Hàn Quốc thắng 2, hòa 2 và thua 1. Và ở lần đối đầu này với cái mức kèo hay này thì theo nhận định của mình thì mình sẽ chọn của đội tuyển U20 Hàn Quốc được chấp 0,25 nha. Vì sao? Mặc dù trận đấu này có thể là U20 Hàn Quốc bị đánh giá cửa dưới, tuy nhiên thì xem U20 Hàn Quốc đá ở vòng bảng vừa qua thì mình thấy họ đá cũng rất là hay và cái lối đá cũng cực kỳ khó chịu và chắc chắn. Thì nếu mà so với Ecuador thì mặc dù là Ecuador có thể là nhỉnh hơn một chút, tuy nhiên thì Hàn Quốc họ cũng không phải gọi là hoàn toàn quá yếu đâu. Thứ hai nữa thì trận đấu này Hàn Quốc được chấp, nếu như mà kết thúc chính hút chính thức hay là có tỷ số hòa thì chúng ta chọn cửa U20 Hàn Quốc, chúng ta cũng vẫn thắng ở nửa kèo. Và thứ ba nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích ở đầu hiện tại thì mặc dù là cả hai đội đang có phong độ tốt, tuy nhiên thì Hàn Quốc mỗi lần mà đối đầu với Ecuador ở bóng đá trẻ thì Hàn Quốc vẫn đang vượt trội hơn nhiều. Trong bóng đá thì nó cũng chưa đến được nhiều điều, biết đâu trận đấu này U20 Hàn Quốc với phong độ đang tốt thì họ sẽ đá bại được Ecuador ở chính hút luôn thì sao. Cho trận đấu này bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn cửa U20 Hàn Quốc được chấp nha. Cùng lắm thì với phong độ ổn định mình nghĩ là kết thúc 9 phút Hàn Quốc họ sẽ có được một trận hòa trước Ecuador hoặc là một chiến thắng. Mức tài xỉu trận đấu này là 2,25, hai trái và 2,5. Thì cái hiệu suất ghi bàn của Ecuador với Hàn Quốc ở trong vòng bảng thì mình thấy là họ ghi bàn cũng rất là đều đặn. Và hiện tại hai đội đang có phong độ tốt nữa thì mình dự đoán trận đấu này một phần nữa sẽ là trận cầu hấp dẫn với nhiều thắng ghi. Trận đấu này để cho an toàn hơn thì các bạn khoan cái vào tài xỉu vội nha. Thực lực của hai đội bóng nó cũng không chênh lệch nhiều đâu. Có thể là các bạn canh đá tầm khoảng 10-15 phút nếu mà chưa có bàn thắng thì lúc đó kèo tài nó sẽ hạ xuống còn tầm khoảng 2 trái, thậm chí là có kèo phụ là tài dưới 2 thì lúc đó các bạn hãy nên vào tài, nó sẽ an toàn hơn nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,25 và tài xỉu là 0,75. Thì đó hiệp 1 với thực lực cũng không thua kém gì Ecuador là mấy, cộng với phong độ đang ổn định thì Hàn Quốc họ cũng sẽ không thua, thậm chí là Hàn Quốc là những người sẽ có bàn nhiều trước nữa. Thì đó hiệp 1 1-0 nghiêng về cho U20 Hàn Quốc hoặc là hai đội sẽ hòa nhau một đều. Đó là trận đấu chốt kèo đã chọn của đội tuyển U20 Hàn Quốc được chấp và đá tài ở một cú vậy. Chúc anh em may mắn nha.